Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chìa khóa khỏe đẹp được phát sóng định kỳ vào lúc 16 giờ 5 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hiện nay lựa chọn sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc thiên nhiên đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và ưa chuộng của các chị em. Từ thực tế trên mà thị trường mỹ phẩm làm đẹp thiên nhiên khá đa dạng, mang đến sự tiện lợi, lành tính và an toàn khi sử dụng. Hiểu rõ vấn đề này nên công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm thiên nhiên Mẹ Ken đã không ngừng cải tiến về máy móc, xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm tại Đà Nẵng đạt chuẩn ISO 9001-2015 và GMP, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo yêu cầu của Bộ Y tế để cho ra đời những sản phẩm thuần thiên nhiên, tiêu chuẩn dược, chất lượng nhất với hy vọng tạo ra thật nhiều sản phẩm chăm sóc an toàn và lành tính cho khách hàng của mình. Đặc biệt, công ty đầu tư và xây dựng hai trang trại dược liệu lớn tại Hòa Sơn và Hòa Ninh để bảo đảm sản phẩm được sản xuất bằng nguồn nguyên dược liệu sạch, nói không với chất bảo quản, chất hóa học. Kinh doanh cùng tiêu chí, đặt lợi ích và sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu. Trong suốt 10 năm qua, thương hiệu sản phẩm Mẹ Ken đã khẳng định được vị thế nhất định trên thị trường và lấy được niềm tin yêu của khách hàng. Thưa quý vị, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà hiện nay tình trạng mất ngủ như khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu giấc, cảm giác ngủ chập chờn, thức dậy quá sớm và không thể ngủ lại ngày càng phổ biến. Mất ngủ không chỉ gây nên tình trạng mệt mỏi, khó chịu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc và chất lượng cuộc sống. Do đó, làm sao để cải thiện giấc ngủ sâu và ngon giấc là điều được mọi người đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc điều trị các nguyên nhân chính gây ra mất ngủ, thì hiện nay để cải thiện giấc ngủ, không ít người bệnh đã tìm kiếm cũng như sử dụng các thảo mộc có tác dụng hỗ trợ ngủ ngon từ thiên nhiên. Từ xu hướng trên, nhiều thảo mộc thiên nhiên đã được các nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng để bào chế ra các sản phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị mất ngủ, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe người bệnh. Trong đó phải kể đến sản phẩm Amin Sleep HVQI, với thành phần từ các thảo mộc thiên nhiên như bình vui, lạc tiên, vông nem, đinh lăng, dạ giao đằng, liên tâm. Những thảo mộc có tác dụng hỗ trợ làm giảm tình trạng mất ngủ, khó ngủ, mang lại giấc ngủ tự nhiên và an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm Amin Sleep HVQI được bào chế dành riêng cho người bị mất ngủ, ngủ không sâu giấc, được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP, thực hành sản xuất tốt, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới về lịch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 với nhiều điểm khác biệt so với hướng dẫn ban hành đầu tháng 12. Điểm khác biệt đáng kể là rút ngắn thời gian tiêm mũi vaccine COVID-19 bổ sung và nhắc lại, đặc biệt với những người tiêm vaccine Verocell Sputnik V sẽ tiêm mũi 3 để hoàn thành liều cơ bản, 6 tháng sau sẽ tiêm mũi 4. Trong đó, người có bệnh nền, người từ 50 tuổi trở lên có lịch tiêm sớm hơn, chỉ 28 ngày sau khi tiêm liều cơ bản sẽ tiêm mũi vaccine bổ sung. Vậy cụ thể đối tượng nào được ưu tiên tiêm mũi 3 và tiêm vaccine nào phù hợp? Ngay sau đây, Hải Vân mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đức Bằng, trưởng khoa COVID-A5, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh để tìm câu trả lời nhé. Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm ngừa vaccine mũi thứ 3 cho dân Thành phố Hồ Chí Minh từ 18 tuổi trở lên. Vaccine mũi thứ 3 có hai loại. Loại thứ nhất là mũi vaccine bổ sung, thì dành cho những người có tình trạng suy giảm miễn dịch nặng, cụ thể là những người bị cấy ghép tạng, những người bị ung thư, những người sống chung với HIV/AIDS và những người đã sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch trong vòng 6 tháng qua. Người ta thấy rằng ở những người có tình trạng suy giảm miễn dịch, sau 2 mũi tiêm, lượng kháng thể tạo ra trong cơ thể không đủ mạnh để có thể bảo vệ chống lại virus SARS-CoV-2. Đó là lý do vì sao Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tiêm mũi vaccine thứ 3. Mũi vaccine thứ 3 còn gọi là mũi vaccine nhắc lại hay mũi vaccine tăng cường cho những người từ 18 tuổi trở lên. Cụ thể là những người có bệnh lý nền, những người trên 50 tuổi, những bệnh nhân cần chăm sóc lâu dài tại các cơ sở y tế, những người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc và điều trị bệnh nhân HIV, nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Mũi vaccine nhắc lại sẽ được tiêm sau khi người dân đã hoàn tất mũi vaccine thứ 2 trong liệu trình vaccine cơ bản. Các loại vaccine được tiêm mũi 3 gọi là mũi vaccine bổ sung hay mũi vaccine nhắc lại là những loại vaccine đã được Bộ Y tế chấp thuận. Đã tiêm liều vaccine cơ bản cùng một loại vaccine thì liều vaccine
bổ sung hai liều vaccine nhắc lại nên tiêm cùng một liều vaccine đó. Những người tiêm trộn vaccine với hai loại vaccine khác nhau thì mũi thứ ba có thể dùng vaccine mRNA. Vaccine mRNA được Bộ Y tế Việt Nam chấp thuận, đó là vaccine của Pfizer và vaccine Moderna. Những người đã tiêm Sinopharm hai mũi thì mũi nhắc lại hoặc mũi bổ sung cũng nên tiêm vaccine Sinopharm hoặc vaccine mRNA hoặc vaccine vector virus, chẳng hạn như là AstraZeneca. Những mũi vaccine này rất cần thiết để tăng cái lượng kháng thể một cách đáng kể để có thể bảo vệ cơ thể chống lại virus SARS-CoV-2. Nói tóm lại, những mũi vaccine này rất rất cần thiết và không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của quý vị. Thưa quý vị, qua những thông tin mà tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đức Bằng vừa chia sẻ thì chúng ta cũng đã biết được đối tượng cũng như loại vaccine tiêm mũi 3 rồi. Và nếu nằm trong đối tượng cần tiêm mũi 3 thì quý vị nên thực hiện việc tiêm bổ sung đúng và đủ để có thể bảo vệ tốt nhất trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Và chúng ta sẽ còn có thêm nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe qua phần tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đức Bằng và những bác sĩ khác nữa ở những kỳ phát sóng lần sau. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé! Còn bây giờ sẽ là những thông tin hữu ích dành cho những quý vị nào muốn sử dụng ghế massage để hỗ trợ cũng như phòng bệnh xương khớp. Thưa quý vị, nhắc đến các bệnh về xương khớp, chúng ta sẽ nghĩ ngay đối tượng mắc phải là những người cao tuổi với sự lão hóa xương khớp một cách tự nhiên. Tuy nhiên thì căn bệnh này đang ngày càng trẻ hóa thưa quý vị. Và rất nhiều bệnh nhân chia sẻ là họ không biết những cái triệu chứng của căn bệnh về xương khớp, nên khi cảm thấy đau đớn, khó chịu, gặp bác sĩ thì đã là lúc mà bệnh tiến triển nặng nề hơn rất là nhiều và gây khó khăn cho quá trình điều trị. Vậy thì đâu sẽ là triệu chứng để có thể nhận diện được sớm những căn bệnh về xương khớp? Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với hai khách mời của chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu với quý vị, đây là bác sĩ Phạm Thế Hiển đến từ khoa ngoại chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Xin chào bác sĩ ạ. Chào Diễm Loan, xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và ngoài ra, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với đại diện của nhãn hàng ghế massage KLC. Xin được chào anh Nguyễn Hùng ạ. Chào Diễm Loan, chào quý vị đang xem đài. Câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến bác sĩ Hiển ạ. Thưa bác sĩ, bệnh về xương khớp thì nó không có gây nguy hiểm đến tính mạng đấy. Nhưng mà về lâu về dài, nếu như không được điều trị thì sẽ có thể để lại những biến chứng khôn lường. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể biết được đâu là triệu chứng của những người mắc bệnh về xương khớp thưa bác sĩ? Cảm ơn Diễm Loan, đây là câu hỏi rất là hay. Triệu chứng như thế nào mà đó là biểu hiện của bệnh lý cơ xương khớp? Kính thưa quý vị, đó là đau. Đau đó là cái dấu hiệu đầu tiên và khiến chúng ta phải dừng lại và chúng ta suy nghĩ. Đó là cái tiếng nói trong cơ thể của chúng ta. Cơn đau cũng tùy người, có những người có mức độ ít, có những người có mức độ nhiều. Ngoài ra, một cái dấu hiệu nữa của cái bệnh lý cơ xương khớp đó là giới hạn vận động. Chẳng hạn như chúng ta đau cái vai ở cái vùng mà với tay không tới chẳng hạn, nhưng mà khi chúng ta đưa lên chúng ta đưa không nổi, hoặc chúng ta đưa ra sau chúng ta đưa không nổi, thậm chí chúng ta quay người chúng ta cũng không nổi. Một dấu hiệu nữa mà chúng ta có thể gặp đó là sưng, đó là sưng những cái vùng vai, những cái vùng khớp của chúng ta. Còn có một số dấu hiệu ít khác nữa mà chúng ta phải để ý, đó là chúng ta tê rần rần, tê như kiến bò, tê như điện giật đó, hoặc là chúng ta cứng khớp, chúng ta co duỗi khớp nó bị hạn chế, chúng ta cần lưu ý khi chúng ta có những dấu hiệu đó. Bên cạnh cái việc sử dụng thuốc hay là trị liệu thì khá nhiều bệnh nhân mắc bệnh về xương khớp đã sử dụng những chiếc ghế massage toàn thân để có thể là hỗ trợ điều trị cũng như là phòng ngừa bệnh về xương khớp. Thì có thật là những chiếc ghế massage này sẽ hỗ trợ được cho bệnh nhân xương khớp hay không ạ? Cũng có cái câu hỏi này, cũng có nhiều người hỏi lắm. Dạ. Vì tới phòng khám bác sĩ hỏi, bác sĩ tôi coi cái ghế massage này từ bệnh cơ xương khớp tôi đau vai gáy vậy, có nên mua không bác sĩ? Nên chứ, cũng được. Đó là đây là một trong những cái cách để mà điều trị. Như chúng ta thấy đó là những cái người mà trẻ đó thì đa phần cái bệnh lý của họ là về cơ. Và khi có những cái bệnh lý về cơ thì nó có những cái điểm đau cơ, nó gọi là trigger, bone pain trigger, có nghĩa là khởi động, bone là cái điểm, pain là đau. Có nghĩa là những cái điểm đó nó khởi phát cơn đau. Và nếu mà chúng ta để ý đi, khi chúng ta đau mà chúng ta tìm được cái điểm đó, chúng ta ấn vô nó thấy đau nhói lên nó đã lắm. Mình tìm được cái điểm đó, mình ấn, mình dây cái chỗ đó thì nó sẽ thư giãn nguyên cái cơ. Chúng ta cơ cái lượng axit lactic đó có thể được đi chỗ khác và một nguồn máu tới đưa oxy tới, nó đưa cái dinh dưỡng cho cái cơ tới, thì cơ lại có nguồn năng lượng để hoạt động, có oxy để mà thở cái cơ chứ, thì cơ nó lại hoạt động được tốt hơn. Ngoài ra cái chuyện massage đó, ta ấn chúng ta thấy là có một số nơi tới là chiếu điện hồng ngoại. Dạ đúng rồi. Chiếu điện hồng ngoại của nó để làm cái gì? Để cho tăng cái nhiệt độ ở cái vùng dưới da.
nhớ là nó có thể bị phỏng nếu chúng ta không chiếu đúng đó. Thì khoảng cách của nó phải 40 cm, chiếu khoảng 20 phút thôi. Đó, thì cái đèn hồng ngoài đó giúp tăng cái nhiệt độ ở cái vùng da của chúng ta, và cái nhiệt độ chúng ta làm tế bào nó hoạt động nhanh hơn, và nó làm mạch máu rồi nó giãn ra, giãn nở ra, nó sẽ góp phần làm cho cái cơ đưa được hoạt động tốt hơn. Nghe qua những chia sẻ này thì có lẽ là những quý vị nào mà chúng ta mắc bệnh về xương khớp và muốn tìm cho mình một chiếc ghế massage để hỗ trợ điều trị thì chúng ta cũng đã có những cái lý do chính đáng rồi. Tuy nhiên thì thị trường hiện nay có thể nói là rất đa dạng về giá cả, về thương hiệu, thì làm sao, dựa trên tiêu chí nào để có thể chọn được một chiếc ghế massage cho cả cơ thể của chúng ta một cách an toàn và hiệu quả? Có lẽ là chúng ta sẽ lắng nghe phần chia sẻ từ phía đại diện của nhãn hàng ghế massage KLC. Xin được mời anh Nguyễn Hùng tư vấn ạ. Thì hiện tại ghế massage có rất là nhiều dòng khác nhau. Thì ví dụ như là mình đang chọn một cái sản phẩm cho mình hay là cho cả gia đình mình sử dụng, thì cái tính năng của nó, ví dụ như cho bản thân mình sử dụng thì mình cần một số tính năng cơ bản nhất định. Và nếu mình cho gia đình mình sử dụng thì mình cần thêm một số tính năng phù hợp cho cả gia đình mình sử dụng, là cái nhất. Cái thứ hai thì mình chọn cái công nghệ của cái sản phẩm đó. Thì công nghệ hiện tại trên thị trường thì chia ra rất là nhiều công nghệ. Thì ngày xưa là ví dụ như là ghế massage là chỉ cần ấn một cái nút là nó massage thôi. Còn bây giờ thì ghế massage nó sẽ có những cái chức năng tiên tiến hơn, ví dụ như là trí tuệ nhân tạo hay là công nghệ viên bi của nó. Thì khi mình nằm lên, nó sẽ tự động nhận diện cơ thể của mình và nó đưa cho mình một cái bài tập theo cái mình muốn. Chọn một cái sản phẩm phải có thương hiệu, đã có mặt trên thị trường bao nhiêu lâu và nó đã uy tín như thế nào. Và cái cuối cùng là cái hậu mãi, chế độ bảo hành, bảo trì sẽ như thế nào. Dạ, và hiện nay thì những cái thế mạnh cũng như là công dụng của ghế massage KLC là gì thưa anh? Một cái dòng ghế massage để đánh giá của nó có ok hay không á, thì đầu tiên là công nghệ của nó. Thì công nghệ của nó sẽ chia rất là nhiều công nghệ, ví dụ như là 2D, 3D, 4D và AI. Thì những cái công nghệ 2D, 3D, 4D và AI á, nó sẽ tượng trưng như là ví dụ như là 2 chiều, 3 chiều, 4 chiều. Đó, nghĩa mình đi coi phim cũng vậy. Thường sẽ có những coi phim bình thường thì vé đó là vé 2D. Còn mình coi cái mắt kiến thì nó chuyên sâu hơn, nó toàn cảnh hơn là nó 3D. Còn 4D là sẽ có cảm nhận được. Thì còn AI là sẽ tự điều chỉnh được và đưa ra cái chế độ phù hợp với mình, gọi là công nghệ AI. Và cái thứ hai là cái độ chạy dọc của viên bi. Thì hiện tại trên thị trường bây giờ sẽ có hai loại chạy. Thứ nhất là chạy theo chữ S, là chạy xuống cái phần lưng của mình. Còn cái loại thứ hai là chạy theo chữ L, là massage xuống cái phần mông của mình tới phần đùi, là nó sẽ đi dọc theo hết cái phần lưng của mình luôn, là công nghệ đó, gọi công nghệ tiên tiến nhất. Và cái thứ hai mà để đánh giá là cái đánh giá viên bi. Thì hiện tại bây giờ bi nó sẽ có các loại như là bi sứ, sứ nghĩa là ceramic, hoặc là những dạng mà silicon là bọc, và cái thứ ba là cao su. Thì dạng cao cấp nhất hiện tại là ví dụ như là dạng silicon được bọc, là sứ ở trong, bọc ở ngoài silicon. Thì khi nó massage, nó massage sâu sát vào và ở trên cái con đường lăn của nó, thì nó sẽ sâu vào cột sống của mình hơn. Và cái cuối cùng là cái nhiệt hồng ngoại của nó. Thì giống như bác sĩ đã nói, thì cái nhiệt hồng ngoại của nó nếu mà mình không biết, không điều chỉnh được thì nó sẽ dễ bị phỏng. Thì bên KLC đã sử dụng một công nghệ mới, là sử dụng công nghệ sợi đốt carbon. Trên cái dòng máy này thì nó sẽ cân bằng cái nhiệt ở đó, là cài sẵn mặc định thì cái nhiệt này chỉ ở 45 độ C thôi. Nó giúp lưu thông tuần hoàn máu huyết tốt hơn. Thì hiện tại bên KLC đang có một cái sản phẩm massage trực tiếp ở phần mắt của mình. Thì cái sản phẩm là massage ở phần trước của mình. À, phía trước. Dạ. Thì này sẽ massage trực tiếp vô phần thái dương của mình nè. Và đặc biệt là thường là bác sĩ làm việc rất là nhiều và rất là căng thẳng về cái phần này, thì nó sẽ hỗ trợ có những cái áp khí, là cái túi của nó thay cho cái bàn tay của mình. Thay cho bác sĩ dây như vậy hay bị nhức đầu, thì cái dạng này sẽ hỗ trợ thay cho cái tay của mình, nó sẽ ứng trực tiếp cho mình. Thì trên đây nó sẽ có những cái chương trình như là nó sẽ cải thiện cho mình về giấc ngủ nè và thời gian trước ngủ nè. Loan thì lại băn khoăn thêm về cái vấn đề về y tế nữa. Thưa bác sĩ Hiển, đó là khi mà sử dụng một cái chiếc ghế massage toàn thân để hỗ trợ trong cái việc điều trị cũng như là phòng ngừa bệnh về xương khớp, thì chúng ta cần lưu ý điều gì để thật sự sản phẩm này hỗ trợ được cho sức khỏe ạ? Cái vấn đề cần lưu ý khi mà chúng ta sử dụng ghế massage, bởi vì ghế massage có cái tính năng như thế này, đó là ấn và dây huyệt. Dạ, thứ hai rồi. Nữa là rung. Dạ. Rung và ép nhã để dạ, cho tăng rồi. Cái tuần hoàn các cơ. Thì nếu mà rung thì những người có những cái vết thương trên cơ thể, những cái vùng mà được massage chúng ta không có được, tại vì nó rung vết thương nó không lành. Yeah. Đó. Yeah. Hoặc là những người đang mang thai. Mang thai khi mà rung cái lưng rung dữ quá thì lúc này thì sẽ ảnh hưởng đến cái vị trí nhau bám. Thì đó là những cái lưu ý. Còn bây giờ thì một lần nữa xin được chân thành cảm ơn bác sĩ Phạm Thế Hiển và cũng xin được cảm ơn anh Nguyễn Hùng rất là nhiều đã dành thời gian cho quý vị khán giả của chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ dành những lời chúc về sức khỏe tốt đẹp nhất cho hai vị khách mời đến với chương trình của chúng ta.
vị thân mến, đến đây chương trình cũng xin phép được khép lại. Hải Vân xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Chìa khóa khỏe đẹp kỳ sau với những thông tin về sức khỏe, làm đẹp, hấp dẫn và hữu ích.